Và hello, xin chào mọi người đến với cả livestream của Long Áo Đen nha mọi người ơi. Mọi người lên xem stream của anh Long Áo Đen. Và anh Long Áo Đen bật một cái livestream ở trên cái kênh Long Áo Đen. Xong rồi anh Long Áo Đen bảo là chào mọi người. Rồi sau đó cái stream của anh Long Áo Đen bắt đầu. Có cách nào để dùng mũi chân mà có thể hút được cái này không nhở? Hey chat, it is real chat. Không thể nào dùng chân để mở. Được thực hiện cái này ở nhà nhá mọi người nhá. Cái này hoàn toàn được thực hiện bởi một diễn viên chuyên nghiệp. Let's see Paul Allen's card. Nhìn cái màu trắng nhẹ nhàng đấy kìa. Nhìn cái độ dày hoàn hảo của nó. Oh my god, nó còn có cái logo CKG. Đấy là cách mà bọn tôi tạo ra cái logo mới của CKG. Nó phải tuân thủ được cái quy tắc làm sao để làm cho Patrick Bateman hài lòng. Phải đáp ứng đúng theo Patrick Bateman muốn thì nó mới là logo CKG. Tao còn nói như hai thằng cảnh sát này nó đang ý kiến về việc ông ấy không đánh hàng trộm kia. Đại phát. Ở bên Mỹ mày được mồm giết. Mồm tao Hiếu ơi đái vào mồm tao Hiếu ơi. Cảm ơn clip đã sử dụng một nha. Sảng ơi. Hà Nội và nhiều nơi khác. Anh dừng tí đi, em đi vệ sinh cái. Ok anh đang dừng này em ơi, em đi vệ sinh đi. Tôi không chờ bạn này đâu, anh em mình xem tiếp rồi. Được kệ bạn, kệ cái bạn 2DryX này. Kệ, anh em mình xem tiếp luôn. Còn chân. Ăn thôn. Thầy phải rất quý em thì mới chia sẻ cho em biết đấy. Vì thầy đã tốn rất nhiều năm để xây dựng cái kế hoạch này như kiểu là không được phép chia sẻ cho ai. Tính toán rất nhiều để trở thành không. Anh Hiếu em phải là Hoàng ơi. Nguyễn Duy vào Discord vào buổi tối á. Đếp mình Vũ trả lời tao á. Có thật không? Phải không vậy? Có thật sự xảy ra và được vào cái ngày hôm nay không nhở? Mẹ dạo này nổi tiếng quá rồi. Mày job bút từ lưa hết trơn cho nên là không có thời gian chơi với anh em. Mãi mới có một hôm gọi là không đi diễn thì mới trời ở đây đất. Để chơi với anh em được đâu. Thế nào mày bận những cái job gì? Mày liệt kê được tất cả những cái lúc mà mày bận và có một cái lý do chính đáng để không chơi game bọn tao ấy. Job này ai book mày? Tao, tâm trí của tao, bên trong con người tao. Tâm trí của mày book mày bao nhiêu mà mày không chơi game với anh em? 2 tiếng một tuần. Hello, this is Vũ Bột nha. Hả? Thầy biết tao đang cố farm clip cho Desmond Vũ một. Đây vốn là cách xây dựng thương hiệu của các ngôi sao điện ảnh kiểu cũ, giống như là Sylvester Stallone hay là Arnold Schwarzenegger. Tên như cái đuôi. How to pronounce Arnold Schwarzenegger. Hả? Short what? Arnold Schwarzenegger. Short what? Schwarzer what? Huh? Arnold Schwarzenegger. Yếu tao có thể lên nhà mày và ở lại một ngày không? Sure. Chắc không? Chắc. Ngon. Chắc nó hơi run. Không sao, tao đồng ý là được rồi. Tối hôm đấy mày qua nhà tao ở, tao sẽ khiến cho cái trải nghiệm mày không thể nào quên. Nghe rất gay và rất đe dọa một lúc. Nó đến phần vu một nha. Này không hoàn toàn chính xác. Mức độ chia sẻ doanh thu với YouTube là 55%. 55 á? Thật á? Tôi tưởng là 70-30. Tôi tưởng là tôi ăn 70% và YouTube ăn 30%. Tức là khi mà các bạn đăng ký hội viên thì YouTube ăn 3.000 còn tôi ăn 7.000. No. Nếu mà 55% thì tôi ăn 5.500 đồng và YouTube ăn 4.500. Mẹ ăn gì? Mẹ ăn lầm thế? Mẹ ăn vừa thôi! Không để người khác ăn đấy! Cho nên là mấy video sau bật kiếm tiền giúp em nhé. Em có đùa gì hơi quả trớn mấy anh YouTube bật kiếm tiền giúp em. Đằng nào em cũng chỉ kiếm được mỗi 55% thôi mà. Ngày hôm nay không có nước cam các bạn ạ. Nhưng mà có một cái nước khác mà không phải là nước cam nhưng mà nó lại trông nó lại. What the fuck? Ê, hay là tôi thử uống sữa kiểu Homelander. Cái này nó có, cái này là sữa hạt. Màu này hơi sus. Trông cái ngoại hình của cái cốc sữa này này, trông cái gọi là
Anh Hiểu ơi, em đỗ chuyên rồi, anh chúc mừng em đi. Chúc mừng em nhé. Anh chúc mừng em với cái giọng điệu hào hứng và vui vẻ nhất mà anh có thể chúc em nè. Em đỗ trường chuyên rồi, tuyệt vời thế. Tao đang xem, tao ngồi xem thằng Sang bắn giải Valorant. Thằng Hiếu đang ngồi xem, nó đang ngồi xem giải. Một từ không có từ tờ. Morgan Freeman đóng cái phim Train to Busan đúng không nhở? What's in the box? What's in the box? Anh Brad Pitt à? Tôi nghĩ là anh không nên nhìn vào. Shut up! Shut up! What's in the box? What's in the fucking box? No, 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 no. No, no, no. No. Tôi sắp bị sư tử vì xuyên tạc quốc vương Desmond Vũ. Không, không, bạn thì không sao. Bạn thì ổn. Bạn thì không sao. Nhưng mà ra được bạn thì chết xác. Chưa. Ở chua vãi rồi man. Nó chua thật sự. Ủa, hôm nay nó chua. Rất là chua. Nhưng mà thôi, cố gắng thuyết phục bản thân, tự gaslight chính mình. Đấy là nước cam mà nó chua thì có nhiều vitamin C hơn. Cái quả cam ngày hôm nay là tôi sẽ đánh giá là 6.5/10. Chua quá. Cả nhà ơi, ngày hôm nay con uống hết nước cam rồi nè. Giờ cho con đi chơi trốn tìm với các bạn nhé. Vụ chiều của anh dân số càng ngày càng ít đi, với các nhà từ thiện cung cấp hộ chiếu giả cũng đã biến mất đi. No! Không! Không thể nào! Các bạn không thể nào nói với tôi là tôi đang hết thời được. Không! Đăng ký hội viên kinh doanh cho tôi. Không, đấy là những người nào mà người ta cần thiết quan trọng về cái mặt hội viên thì người ta sẽ nói như thế, xong rồi người ta sẽ đặt một cái thanh hội viên chỉnh hình ra giữa cái màn hình. Chứ tôi thì tôi chả quan tâm đến cái số lượng hội viên ở trong cái kênh của tôi bao giờ, nên là tôi sẽ không bao giờ làm thế cả. Anh ơi, tình là em đang thi đại học mà bị người yêu cắm sừng thì sao anh? Thì em rút cái sừng này ra, em mài nó thành một cái con dao găm. Sau cái con dao găm này, em cắt một vết ở trên bàn tay, máu chảy ra, em để nó chảy ra xuống một dòng sông có độ dài là 20m. Sau khi máu chảy ra xuống dòng sông có độ dài 20m như thế, thì em vớt một cái bát nước sông lên và em uống vào người. Và 100% là em sẽ bị bệnh từ việc là em uống nước lã. Và em sẽ quên mất là mình bị người yêu cắm sừng. Mà bây giờ em chỉ đau đớn tại vì em bị bệnh vì em uống nước ở sông mà không hề có sạch sẽ gì cả. Livestream của CKG luôn luôn uy tín, dành tặng những lời khuyên chân thành nhất cho các bạn. Nói chung là trong cái lịch sử của cái kênh này thì cũng không có ít lần là cái số hội viên nó không được cao như mong muốn. Nhưng mà căn bản là chúng ta với tư cách là một cộng đồng thì chúng ta luôn có thể làm tốt hơn. Cái thanh hội viên ngày hôm nay nó ở một cái mức khiêm tốn 100 hội viên. Điều đó yêu cầu trách nhiệm từ hai bên. Trách nhiệm từ người streamer phải đem lại content hay thì khán giả mới có cớ để đăng ký hội viên. Nhưng mà cũng là trách nhiệm từ các bạn khán giả, nên là lấy cái thẻ ra và đăng ký hội viên đi. Có hội viên mà anh. Thế hóa ra là tôi không bị ảo. Và có bạn Dr. Doofenshmirtz đến từ Doofenshmirtz Evolent Caparede. Tôi vẫn còn sáng sủa lắm. Tôi chưa lẩm cẩm, tôi chưa lú khú, tôi chưa già cong queo như là các bạn nghĩ. Sau rồi các bạn gọi tôi là chú Hiếu, bác Hiếu, ông Hiếu đâu. Thời của tao livestream là tao phải tự chỉnh OBS. Giờ chúng mày sử dụng cái app mang tên là SBO. Xong rồi chúng mày để nó tự làm hết bằng AI. Thời của tao là người ta gọi tao là là sao sư OBS. Chúng mày nghe danh bao giờ chưa?
Đã bao giờ thấy streamer nào ngồi cài driver cắt đồ họa ở trên ngay giữa sóng livestream chưa? Chưa bao giờ. Các bạn hiểu vấn đề tại sao khi mà các bạn livestream ở trên cái máy tính các bạn là cái phần mềm OBS nó sẽ sử dụng cắt đồ họa các bạn, mà nếu mà nó đang sử dụng cắt đồ họa các bạn thì nó không thể nào cài được một cái driver mới nó đang đè lên cái driver mà đang được sử dụng bởi OBS nữa, đúng không? Ừ. Nerd. Shut up. Chả hiểu sao bị gọi là nerd. Tôi chả thấy tôi nerd tí nào. Tôi giga chat và sao không sập nhỉ? Tại vì đấy là giáo sư OBS ngồi cài ngay cái driver Nvidia, cái driver cả đồ họa ở ngay giữa sóng livestream. Sorry, xin lỗi. Đây để tôi lấy khăn tôi lau các bạn. Xin lỗi các bạn nhá.